Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là có nhiều bạn ở miền Tây là gọi điện cho mình là tại sao mà hỏi là nguyên nhân tại sao là heo của các bạn là từ 2 đến 4 ngày mà tại sao hầu như là nó tiêu chảy cả đàn. Thì qua một số thông tin mình tìm hiểu thì mình xác định đó là bệnh tiêu chảy cấp, là bệnh BAD. Cái đó là gọi là dịch tiêu chảy đó các bạn. Thì những bệnh đó thì các bạn dù sử dụng là đúng bệnh, đúng thuốc thì nó sẽ nhanh hồi phục, nó sẽ không hao đàn của các bạn. Còn đặc biệt đối với heo con là từ 7 đến 10 ngày tuổi mà không biết ăn thì có thể là hao từ 70 đến 100% nha các bạn. Heo con là nó rất là dễ mất nước và nó mất sức, nó hao rất là nhanh luôn. Heo thịt mà tầm mười mấy 20 kg đổ lên á thì các bạn sử dụng đúng bệnh đúng thuốc á thì nó không có hao đâu, mình đảm bảo các bạn luôn. Còn những đàn heo con như thế này nè thì nó mới nguy hiểm, các bạn mới lo lắng cho đàn heo con thôi. Theo mình tìm hiểu thì có một số tỉnh như là Bến Tre, Long An nè, Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè, thì ở địa phương nào mà có dịch bệnh tiêu chảy cấp như mình nói thì các bạn cứ bình luận xuống để cho mình nắm tình hình dịch bệnh, rồi các bạn chia sẻ thông tin để cho các bạn khác nắm, để các bạn phòng dịch được an toàn và hiệu quả hơn nha. Cũng có nhiều bạn là chưa biết là mình ở tỉnh nào, thì hôm nay tháng 2 thì mình xin báo giá heo con và mình cập nhật cái địa chỉ cho các bạn nắm luôn nha. Hiện tại là mình ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Thì hôm nay là mình báo giá heo con của huyện Hồng Dân và huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu để cho các bạn tham khảo và các bạn so sánh ở địa phương của các bạn và địa phương của mình giá heo như thế nào. Ở đây thì mình có đàn heo thịt cho các bạn là cũng gần tới đợt xuất bán nha. Khoảng 10 đến 15 ngày nữa thì mình sẽ xuất bán cái đàn heo thịt của mình. Thì mình sẽ cập nhật cái giá heo hơi ở khu vực mình cho các bạn tham khảo luôn. Hiện tại là giá heo hơi ở khu vực mình là dao động là từ 52 đến 54. Là heo xấu mỡ thì có thể là 52 hoặc 51 không chừng. Còn heo đẹp thì có thể là 53, 54. Heo pin luôn là mới được 54 đó các bạn. Đó, hiện tại là đàn này là mình được 29 con. Thì khoảng chắc khoảng 10 đến 15 ngày nữa là mình xuất hết các bạn. Hiện tại là đàn heo của mình là dao động là từ 85 đến 95 kg. Thì khoảng 10 ngày đến 15 ngày nữa thì heo mình vô tạ là kêu lái là vừa nha các bạn. Thì ở bên đây thì mình cũng còn 10 con heo tơ nữa nè. Heo này thì dao động là khoảng 30 kg. Còn bên đây là cái đàn nái của mình nè. Đó, có một số con là nó cũng gần đẻ rồi nha, chắc khoảng chừng 2 tuần đến 3 tuần nữa thì nó đẻ vài con nữa. Thì bây giờ quay trở lại với cái đàn heo con của mình thì mình xin báo giá cái heo con của mình để cho các bạn tham khảo nha. Giá heo con ở khu vực các bạn bây giờ hiện tại là dao động là khoảng bao nhiêu thì các bạn cũng bình luận xuống để cho các bạn tham khảo, để biết giá cả thị trường để các bạn chăn nuôi được hiệu quả hơn nha. Thì bây giờ mình xin báo giá heo con ở khu vực mình để các bạn nắm nè. Giá heo con này là đã bao gồm là tiêm ngừa đầy đủ vaccine nha các bạn. Bây giờ mình xin báo giá là heo con ở khu vực mình là hiện tại là 8 kg là 1,1 triệu, 10 kg là 1,2 triệu, 12 kg là 1,3 triệu, 14 kg là 1,4 triệu, 16 kg là 1,5 triệu, 18 kg là 1,6 triệu, 20 kg là 1,7 triệu. Heo con của trại mình là đảm bảo các bạn là làm đầy đủ các loại vaccine nha. Ví dụ như là tai xanh, Seiko, Myco, dịch tả, lở mồm long móng. Các bệnh nguy hiểm là mình đã làm xong hết rồi. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Các bạn chỉ về việc là chăm nuôi lớn lên là bán là thu hoạch thôi các bạn. Tùy thuộc vào giá cả thì các bạn có lợi nhuận thôi. Hiện tại là đàn heo của mình là 4 con nái này là sanh được 60 con. Hiện tại là đã có khách đặt hết nha các bạn. Như cái đàn heo này là hiện tại là được 11 ngày tuổi nè các bạn. 11 ngày tuổi thì buổi trưa là mình để cắm khô cho nó, buổi sáng là mình để cắm sữa. Cắm sữa là một bịch sữa và 3 nắm cám là một buổi sáng. Buổi trưa là khoảng dao động là từ 11 đến 12 giờ nó ăn hết xong á thì mình bỏ xuống khoảng 3 nắm cám khô thì cho nó ăn. Thì mình bỏ 3 nắm cám khô rồi sáng giờ thì nó ăn còn bao nhiêu nè. Buổi chiều này là mình tiếp tục mình pha cho nó một bịch sữa và 3 nắm cám tiếp nha. Là một ngày nó uống là dao động là 2 bịch sữa và 6 đến 8 nắm cám. Đàn này là 12 ngày nè các bạn. Đó, lúc sáng là mình cũng để là 3 nắm cám luôn. Là buổi sáng là uống cũng cám sữa giống như bầy kia luôn. Hai bầy này là xê xích với nhau một ngày thôi.
Rồi bày bên đây là được 20 ngày nè các bạn. Đó, bày bên đây 20 ngày là to rồi, bày bên đây là ăn nhiều rồi. Là mình không còn cho ăn cắm sữa nữa. Lúc mà 17 18 ngày á, là mình đã chuyển qua cắm khô, là một ngày nó ăn dao động là từ 10 đến 14 nấm cắm nha. Nấm cắm là nấm cắm to các bạn. Còn đàn này thì khoảng 7 8 ngày thôi thì uống được 2 bịch sữa và gần 5 nấm cắm. Đó. Đàn này là mình mới vừa để cắm sữa xuống nè các bạn. Cái con nhỏ này mình thấy là hầu như là nó không bú mẹ nó luôn, nó chỉ ăn cắm sữa này thôi. Vô bú mà mấy con này giành bú là mình vô là mình không bao giờ thấy cái con này nó giành bú, nên nó nhỏ nó còi nhất trong đàn luôn nè. Mình chưa thấy con này, có cái con này là bầy của đằng kia các bạn, là bắt qua bên đây để cho con này nuôi hộ á, là mình chưa thấy con này bú luôn á. Là lúc vô là mình chỉ thấy nó ăn cắm sữa thôi, chứ mấy con kia bú là nó nằm nó ngủ, nó ăn xong là nó qua nó nằm nó ngủ. Đó, mấy con này thì mình mới để xuống là 7 nấm cám nè. Mấy con này thì ăn khoảng chừng 7 giờ sáng mơi là hết rồi. Bắt đầu sáng mơi mình để thêm nữa. Heo mình 20 ngày ăn gành hết các bạn. Một ngày ăn là từ 10 đến 14 nấm cám. Nấm là nấm to luôn đó các bạn. Rồi mấy bầy bên đây thì mình cũng buổi chiều thì mình cũng mới để cám sữa xuống luôn nè. Đó. Mấy con bên đó thì bú no rồi, còn mấy con bên đây nhỏ thì bú lại để ăn cám sữa nè. Rồi thêm mấy con bên đây nữa nè. Mấy bầy này lớn rồi á thì mình đổ sữa rồi đổ cám mình để xuống cho nó ăn thôi, mình tập làm quen cho ăn cám cứng luôn. Còn mà mấy bầy nhỏ hơn á thì các bạn là để sữa, để amốc rồi các bạn để tan nhuyễn hết các bạn mới để xuống cho nó nha. Những bầy mà những con nhỏ quá nó không ăn được cám khô á thì các bạn phải để nhuyễn xuống rồi để cho nó ăn, chứ các bạn để cám hộp gì á là nó ăn không được đâu, nó uống nước sữa là nước cám kia là bỏ đó các bạn. Đó. Các bạn có cần mình tư vấn về cái vấn đề mà tập cho heo con uống sữa cộng amốc và cộng cám tập ăn thì các bạn cứ kết bạn Zalo với mình đi, cứ gọi điện cho mình đi thì mình biết thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn chăn nuôi được hiệu quả, thì để cho tăng năng suất cái kinh tế của mình thôi. Thì mình biết cái gì thì mình hỗ trợ cho các bạn, còn mình không biết là mình nó không biết, còn mình biết thì mình hỗ trợ. Cái gì áp dụng thành công thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Các bạn giờ nè các bạn, nãy giờ mấy cái con kia nó giành bú mà nó bú chưa được nữa, còn con này nó ăn cái bụng nó phình kìa các bạn. Đó, nó lo nó ăn không à, nó đâu có giành bú đâu. Còn những con kia đi kiếm mẹ nó bú quá trời cái bụng luôn rồi. Rồi mấy con đây ăn cám bên đây no rồi, bây giờ đi vô bú rồi nè. Đó. Mấy con bên đây cám ăn gần hết rồi nè các bạn. Đó, mình để một bịch sữa và 3 nấm cám. Để xuống khoảng giờ khoảng chừng 20 phút nó ăn gần hết rồi. Bây giờ mình đi rửa cái đó, mình để cắm khô cho nó luôn á. Rồi bày bên đây cũng vậy luôn nè. Mình đợi một chút nữa nó ăn hết đi rồi mình rửa. Mình thứ nhất là mình có thể là mình pha cái mới cho nó, hoặc là mình để cắm khô để tới sáng mai luôn. Heo mình to đều hết các bạn. Đó. Các bạn thấy video của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình nha.